Con số D là lỗ AX 5000 nha. Ở này là AX 65 trong nước ngoài trời. Ok anh em ha, hôm nay chúng ta lại nhảy bảo trì lại, nhảy làm từng nhà làm bên tông của cô Tám. Đó là nên thấy lượng chi biến như vậy à. Rồi cũng rất nhiều luôn, thấy không? Chúng ta âm thanh nào đắt rất là hay rồi nè. Ok này ha. Này, đủ rồi, thấy không? AX93 đồng bầu AX93, AX3. Ok anh em ha. Thấy không? Làm sao? Đây luôn. Làm sao? Đường cũ rất nhiều luôn. Ở đây này đây phần 3. Phần 3 lên thấy không? Lục điều luôn. Đó. Ồ, làm sao? Điều luôn anh em. Đó, phần 3. Đó. Em thấy không? Chọc đá chỗ điều luôn. Đó. Thấy không? Dùng lao đát anh em thấy không? Quá trời chuyên về. Quá trời chỉ về luôn anh em. Về nó cũng cố gấp nhiều luôn. Ok anh em. Quá trời. Rồi đó. Để xem ha anh em. Để xem ha sao. Ừ, á trời lên sao. Một thời gian ngắn thôi là ok. Ok anh em, quá trời anh em ơi. Lên sao. Dựng lên, á trời luôn. Ok anh em. Rồi, rồi, rắc, rắc đi rồi chứ. Đi rồi trời hết rồi. Đây là những người gần thang máy nhiều. Một thang máy anh em. Đó. Đây tầng 2 anh em. Tầng 2 nha. Ừ. Tầng 2 nè. Nhưng mà xấu à. Rồi dẫn ấy cho chúng ta. Phụ thêm ấy cho 3 nữa anh em. Ok ha. Đây bà cho lời dẫn AX93 này. AX93. AX93 nè. Ok ha. AX93. Đây chuẩn bị xuống thằng mộc nha nè. Thằng mộc. Chuẩn bị củ. Ok, đó quá nhiều nè. Dòng tơ nữa nè. Dòng tơ. Đó, anh em. Đó, ô. Dạ. Đây là. Vẹt rất là nhiều nha. Ô. Anh em. Vẹt rất là nhiều. Anh em. Đó. Rất là tuyệt vời rồi. Anh em. Ô. Vẹt, vẹt. Bây giờ tới cái gà này này. Bây giờ hãy chúng ta rông cho mẫu. Tắt cho ngài, cho ngài, cho ngài đi. Đây, ok anh em ha. Động lực, động lực phát triển. Ok anh em.